Halloween anh em ạ. À, cũng sắp tới Halloween rồi nên tôi sẽ giả dạng vào Jason để tôi đi giết người. Nhưng mà thật sự tôi là một thằng Jason đó anh em ạ. À, hiểu nói thằng này nó nghi tôi rồi đấy. Đâu vậy nhờ? Easy nhờ, chơi easy nhờ. Chui lên. Ok ok. Communication anh em ạ. À, camera nó sẽ tắt hết. À, tôi cũng sẽ đi qua tôi sửa thử. Tôi sẽ giả bộ thôi anh em. Chẳng nói, ơi, ai ai nó phát hiện rồi. Từ từ, cái gì phải từ từ. Biết nó có biết chưa thì tôi không biết. Game thôi anh em. Giờ tôi cũng đâu biết nói gì đâu. Tôi vừa qua là sát nhân rồi nên là đúp. Không nói gì là tốt nhất anh em. Bing, what the fuck. Yes, that's right. Nó nghi tôi rồi, what the fuck. Chắc nó không nghi tôi đâu anh em. Nên là skip vote nha. Tôi cũng không biết ai nên là ý tôi nó là nó cũng không biết ai đó anh em. Tôi quay, tôi giết đèn chứ. Vote đi chứ. Oh shit. Xém nữa toang rồi anh em ạ. À, xém nữa tôi toang rồi đấy. Thực sự bố mày canh thằng đen, bố mày giết chết bà mày nha con. Đen thôi, từ từ anh em, từ từ, cái gì cũng phải từ từ thôi. Mình sẽ đi vô mình sửa điện anh em à. Bố mày sẽ canh thằng đen. Xui xuống cống đi. Bye, have a beautiful time. Liviaso. Trắng nè. Yeah boy. Run. Chết mày. Ngủ rồi. Chết bà. Hơi lộ liễu nhưng mà tôi xử lý được anh em ạ. Từ từ thôi, không biết. Nhưng mà chắc chắn mấy thằng này nó sẽ vote tôi trước. Tại thằng nãy thằng đỏ nó vote rồi, giờ thêm vàng nữa. Chỉ còn màu trắng thôi anh em ạ. Oh shit. Thằng trắng nó vote luôn à. Mì, cây thế nha. Lần này tôi thấy giết ẩu lắm anh em ạ. Bố mày sẽ không tha chúng mày đâu. Cái gì cũng phải từ từ thôi anh em à. Ráng đi Xanh ơi. Xanh ơi. Mày đâu rồi Xanh? Để tao qua tao hỗ trợ mày cho Xanh. Xanh đâu rồi ta? Tôi cần biết Xanh ở đâu anh em à. Chắc nó trong phòng điện quá. Không phải. Xanh đâu rồi đấy? Rồi ra tay đi Xanh ơi. Ra tay đi Xanh ơi. Xanh này. Kill it. Kill him. No, don't kill. Good man. Mày ra đi, đừng cho nó ra, đúng rồi. Xanh đi đâu rồi anh em? Chắc nó lên đây rồi. What the fuck was that? Ui, chẳng chết. Ui, shit. Ui, hay lắm Xanh ơi, được của ló Xanh ơi. Yeah, Halloween anh em ạ. À. Dập, tôi lại trở lại rồi anh em ạ. À. Nice. Từ, giờ tôi sẽ chờ thằng nào đó nó vô anh em. Biết tôi có nên từ từ không hay là tôi sẽ đi vòng vòng anh em ạ. À. Bỏ đi. Hai thằng lận, chết á. Tôi sẽ vô quạt thẻ anh em ạ. À. Đi từ từ thôi. À đủ, tao đã làm gì đâu. Thằng kia giết rồi anh em ạ. À. Electrical anh em ạ. À. Nó giết trong cái phòng điện rồi. Nagio skit. Vote đi anh em. Nó kêu Black thì tôi phải vote thôi. Trời ơi, cũng tốc độ phết đấy. Là lớn thật sự nha. Còn thằng Hu. Ui, skip khá nhiều anh em ạ. À. Nó không vote Black. Tôi sẽ cho thằng Black lên đường anh em ạ. À. Mét bay. Từ từ thôi anh em. Đi vòng trước rồi đã. Xem camera phát. Hello. Không ai hết. Thực hiện kế hoạch thôi anh em ạ. À. Đấy. Xui. Come on. You can do it. 2, 1, 0. Làm sao? Ê, tôi sẽ đi vào phòng admin quẹt thẻ chứ cái đã. Nghĩa nãy giờ chưa giết được ai luôn. Đấy, giết được rồi đấy. Uầy, anh em có thấy gì không? Damn. Từ anh em ạ. À. Sợ lắm. Không nào có camera hết anh em. Uầy. Holy shit, nó biết rồi kìa. Đấy, hai thằng. Chưa biết. Hình như là Dark Blue hả?
Tôi nghi mấy này lắm anh em nè, đừng có tự report nha. Ok. Cuộc sống mà anh em. Cuộc sống à. Được. Thanh niên là người tốt nhưng mà tôi sẽ đi vào phòng admin các anh em ạ. À. Nhưng phải từ từ thôi. Ba thằng luôn. Đấy. What? Phát hiện hai hôm nay. It's red or purple. Cuộc sống mà. Tôi không có ý đâu anh em ạ. No. Chết ba. No god. What the fuck? Holy shit man. Cút ra hết đi. Nhiều quá, đông quá. Nhưng phải từ từ thôi anh em ạ. Oh shit. Kill it. Ui, tôi xem giết nó luôn đấy. Thật sự luôn đấy. Why are we still here? Oh shit! What is it? Me. Về sợ thiệt. Thằng Brown nó thấy tôi đấy anh em ạ. Kể được không thì tôi không biết. Gì đây? Ui. Green and white. Good green. Nó chưa biết tôi luôn anh em ạ. Giờ chỉ còn của mình tôi thôi đấy. Còn mình tôi đấu với cái bọn này thôi đấy. Tôi chả biết kìa. Nó không biết là tôi chạy vô anh em ạ. Thằng trắng đi ra rồi tôi giết luôn anh em. Tôi giết thằng này rồi thằng trắng nó chạy ra. Thằng kia nó mới chạy vô anh em. Nó mới nghi ngờ thằng trắng. Nó là vậy đấy. Ui. Có thằng vốt tôi kìa. Què rồi. Đèo rồi. Không ai lội hết. Chỉ còn một thằng thôi. Tôi phải vô đây tôi sửa thôi anh em ạ. Tôi phải qua vòng edit chích nữa anh em. Gì đấy? What the f... Mấy thanh niên? Why à? Why? Đập luôn anh em. Nó kêu why là mình phải đập luôn anh em ạ. Nó hỏi tại sao? Tại vì mày đổi thừa đấy. Chung là vô đây đừng có đổi thừa anh em ạ. Cùng lắm thì bóp nhau thôi. Đừng có đổi thừa. Okay. Mấy này chơi lớn nè anh em, mấy này chơi lớn thật sự luôn ấy. Hay lắm. Đấy, vote rồi đấy. Hơi bị đông đấy. Tôi sẽ giết cái thằng màu xanh trước. Sẽ giết thằng blue. Oh shit. I will follow you. I will follow you, bitch. Bitch. Please. Thằng xăng chết rồi anh em ạ. Yeah boy. Hey, tôi sử dụng skill flash của tôi nên là mấy này nó không thấy đâu anh em ạ. Oh shit. I will follow you. Oh my god. Rồi, toan rồi, tôi thắng rồi anh em ấy. Cuối cùng cũng phục thù được anh em. Trời, ta nói nó mang nguyện gì đâu. Run. Run faster, bro. Run. Hello. Hey, that's pretty good. Damn.